mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào ma cà rồng làm gì có thật, tập 8. A à, hụt 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 Đông Ha, làm ơn hãy dừng lại. Lạch cạch lạch cạch, vèo. Đầu tiên hãy tìm chìa khóa trước đã. Rầm, cạch. Cậu điên à, nguy hiểm lắm đó. Nó mở rồi kìa. Đông Ha, các cậu, tôi sợ quá. Mười lăm phút trước, rào rào, thì ồ là anh. Tôi chỉ theo cậu để phòng thôi, nhưng tôi thấy cậu đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ. Cậu dụ tôi ra đây. Phải không? Xin lỗi, nhưng tôi không biết ý anh là sao. Chủ nhân, cậu sẽ trở thành chủ nhân của tôi, phải không? Thành thật mà nói, tôi khó có thể cầm cự nổi bởi vì quá hào hứng. Bây giờ, tôi đã tới giới hạn của mình, nên làm ơn hãy đánh tôi. Không, bếp. Tôi xin lỗi, nhưng anh cư xử kỳ lạ nên tôi không thể kiềm chế được. Cái gì? Ôi, hồi hộp làm sao. Chủ nhân, làm thêm lần nữa đi ạ. À, bốp. A à, tại sao anh lại làm vậy, thật là kỳ lạ. Tôi muốn rời đi. Tôi sẽ đi ra khỏi. Một lần nữa thôi, chỉ một lần thôi, làm ơn mà. Ua, bếp. Không, không, làm ơn đi mà, bếp. Dừng lại đi, bốp. Làm ơn dừng lại. Rầm. Làm ơn, làm ơn dừng lại. Cái hít, anh làm tôi sợ quá. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi sẽ hỏi lại cậu để xác nhận. Vậy là tên này thực sự là kẻ tấn công cậu sao? Đánh tôi thêm nữa đi.